theo dõi chương trình An ninh ngày mới thứ tư ngày 17 tháng 1 của truyền hình Công an Nhân dân. Thưa quý vị, thời tiết tại các vùng miền trên cả nước ngày hôm nay sẽ có sự phân hóa, trong khi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp diễn trạng thái sương mù và mưa phùn vào sáng sớm. Trong ngày nhiều mây kèm gió nhẹ, thì Trung và Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ lại chủ đạo là nắng giáo. Vâng, cụ thể tại Bắc Bộ thì sáng sớm ngày hôm nay sương mù và mưa phùn vẫn xuất hiện, tập trung chủ yếu là ở các tỉnh thành ven biển phía đông Bắc Bộ. Nếu phải lưu thông ngoài trời vào thời điểm này thì quý vị cần trang bị thêm áo mưa, đi chậm, bật đèn cảnh báo sương mù và quan sát kỹ để đảm bảo.